Hello, em Thịnh Bến Tre gửi lời chào đến bà con nha. Thì lời nói đầu tiên Thịnh chúc toàn thể anh em mình nhiều sức khỏe và an lành. Thì hôm nay sẽ lên cho anh em mình một mẫu xe Rondo máy dầu. Hiện tại bên em máy dầu thì cũng còn khoảng được 5 xe thôi. Còn Everest số sàn, Everest tự động máy dầu, Fortuner số sàn máy dầu và Rondo số tự động máy dầu. Thì xe này em để cho anh em mình là 445 triệu. Chất xe còn rất là đẹp, anh chị sơn si còn ngon lành. Đời 2015 số tự động lên full đồ chơi, màn hình cam dây hành trình đầy đủ anh chị. Mâm lớp vỏ cũng còn khá, vỏ là vỏ Michelin anh chị, mâm cũng còn rất là đẹp anh chị không nè. Những mâm rất là đẹp ha. Xe thì mới rửa hồi sáng là khách đông lu bu, chưa kịp quay cái giờ bụi nữa anh chị ha. Nói chung thì sơn xe này còn đẹp nha, sơn xe này thì còn đẹp 95% ha, chất xe còn liền, máy im lắm, máy dầu mà. Máy dầu thì tiếng máy dầu nó sẽ lớn hơn tiếng máy xăng tí nha, nhưng mà bù lại được cái là máy dầu anh em đi nó đỡ tiết kiệm lắm. Máy dầu này chạy khoảng 8 lít thôi, máy xăng thì nó rơi vào tự động mà nó rơi tổng 12-13 lít rồi. Chất xe này còn rất là ok, gạt mưa tưới gió nè, cốp sau có camera nè anh chị ha, hai camera luôn, biển là biển Sài Gòn ha anh chị ha. Bon điện đầy đủ, sơn xi cũng khá là chất lượng anh chị ha. Sàn bọng túp lô túp ly ở trong cũng ngon. Này nói gì ta? Con đổi đồ nghề tay mở nè anh chị ha. Ở đây nó có jack sạc điện thoại di động thông minh nè. Anh em mình trải đây anh em nằm ngủ vẫn được luôn ha. Rất là rộng, 7 chỗ gầm cao. Ở đây có ghế nên thích thì anh em giật lên ha, không thích thì đóng xuống. Đó, 7 chỗ rất là rộng rãi. Cốp thì cốp cơ với mấy cốp điện anh chị ha. Keo chỉ nguyên bản anh chị nha. Anh chị nhìn keo chỉ đầu đít đó nè, nguyên bản hết. Đó, keo chỉ riêng nha anh chị nha, chứ không phải là chỉ chạy nha. Đời này mà chỉ chạy thì tất nhiên sẽ bị dao quẹt anh chị ha. Dàn ghế là dàn ghế zin luôn á anh chị, dàn ghế zin theo xe luôn. Lòng dè keo chỉ má dè cũng khá là chất lượng. Thì em để anh em mình giá này cho 445 thì giá này cũng rất là hợp lý á. Và giá này thì bên em còn bớt ha. Xe này xấu có mỗi cái trần anh chị, nhưng mà nếu anh em nào đã thích lợp trần thì nó sẽ đẹp. Tùy theo hết mỗi người thôi. Đó. Túp lô túp ly xe còn đẹp anh chị, keo chỉ nguyên bản nè anh chị nhìn ha. Bồn điện gon hơi riêng của xe hết, sùng trên sùng dưới đầy đủ 100%. Gương kính chỉnh điện nè, gập gương tự động nè anh chị, chỉnh điện gập gương, auto lock cửa ha, kính bấm auto, vô lăng tích hợp số tự động, full đồ chơi, màn hình cam gia hành trình đầy đủ. Xe này thì chạy như ngàn cây cũng chả biết luôn. Để em mở chìa khóa, để em bước vào xe mở chìa khóa xem nó như nghe. Để em xem, vô lăng quá trời nút tích hợp đẹp ha, vô lăng kiểu mới đẹp kìa, 103.000 anh chị ha. Xe này chạy mới có 103.000 ha, máy còn rất là êm anh chị nha. Máy lạnh là lạnh teo luôn ha chị. Màn rồi này mới thay luôn. Để bây giờ em xé tem luôn. Đó, xé tem luôn anh chị ha. Lột tem. Gương này gương chống chói luôn nè anh chị. Gương chống chói luôn nè. Đó, xe chạy mới 100.000, máy êm lắm. Full đồ chơi, cam dây hành trình đầy đủ. Ở đây có cái cam hành trình nè anh chị. Mà đây có cam hành trình này ha. Nhưng mà trời nắng quá nó rớt xuống nè. Giá này là quá hời luôn anh chị, giá là ok luôn, giá là siêu hợp lý. Để em đợi anh chị mình đợi em tí nha, để em lòn cái gì luôn gắn luôn cái máy dầu số tự động dễ chạy, trợ lực vô lăng thức lái rất là nhẹ. Để em quay cái dàn máy cho anh em mình xem nha, nắng quá máy chưa rửa không nữa. Tiếng nó lớn nhưng mà nó lớn so với máy dầu thôi, nhưng mà so với những cái dòng Highlander, Everest với mấy dòng gì ta, còn Fortuner thì cái dòng máy dầu Rondo là tiếng nhỏ nhất nha anh chị nha. Giữa Everest em có nè, Everest nè, Fortuner và Kia Rondo hoặc Kia Carrera thì cái dòng mà Kia Rondo này là cái máy dầu tiếng nhỏ nhất, tiếng rất là nhỏ luôn. Máy thì còn rất là êm anh chị, không có đổ hơi đổ khói gì cho anh chị nha. Xe này bán là bao xài, bao chạy, bao chán, bao quay đầu anh chị nha. Giá chỉ 445 mà giá này còn bớt chút đỉnh cho em lấy lọc nữa ha. Keo chỉ nguyên bản hết anh chị, cabo nữ riêng của xe vẫn còn anh chị ha. Keo chỉ đầy đủ ha. Có khúc này nó bị hơi lỗi chút này, tí xíu ngay đây nè anh chị. Anh ta đúng ở đây này, ngay đây nè anh chị. Ngay cái mắt cabo này bị lỗi ngay đây tí xíu ha. Em quay thì em không ngại đâu. Lỗi riêng cái nào nó riêng, lỗi cái nào nó lỗi anh chị. Nó bị tí xíu ngay đây à. Cho nên là giá em bán chỉ 445 nó rẻ, thị trường rất là nhiều ha. Thị trường nếu mà xe này riêng nguyên con luôn thì nó rơi vào tầm khoảng 480-490-500 thì em để anh em mình chỉ 445 thôi. Theo anh em mình, nếu anh em mình mua xe để sử dụng không có ngại những vấn đề keo chỉ ha, thì anh em mình mua xe này hợp lý, nó tiết kiệm không được từ 450 triệu. Cái này nó bị, cái này là do nó bị cấn cái mép anh chị, giống như nhiều khi mình chạy cây nó bị đè, cây đè hoặc là chạy bị dao quẹt, xem ra nó quẹt ha. Cái nặng thì nó vô xương đầu, xương là riêng hết anh chị nha. Quay cái xương cho anh em mình xem nè, xương đầu riêng 100% nha, nó bị cái mép chút xíu ở đây nè, nó có khoảng chừng cả được 3-4 phân thôi chị, chứ không có nhiều ha. Xe riêng hết chỉ có cái cabo chút xíu này đó thôi, không sao, chứ không có đáng kể anh chị. Thì cái giá em để anh em chỉ 445 thôi.
bao xài bao chạy, bao chán bao đầu. Và để em quay cái gầm cho anh em mình xem luôn nha. Gầm xe còn đẹp lắm, tích hợp xe nhanh gương mới tinh luôn, đẹp quá trời luôn, giá quá hợp lý. Rồi cái gầm cho anh em mình xem không, gầm còn rất là ok, khỏe xe anh chị ha. Rồi đó, thì anh em nào cảm thấy thích xe này thì liên hệ cho em Thịnh qua số là 0866 6789 71 để được gặp nhân viên tư vấn bán hàng. Còn anh em nào có nhu cầu giới thiệu xe hoặc là lấy hoa hồng thì inbox trực tiếp cho Zalo chính của em là 0397 026 935. Em cảm ơn anh em mình nhiều, anh em nào thích mến xin chú like một đăng ký để cập nhật nhiều video nha.